Hey, chào các bạn đã quay lại kênh của Hiền Hello nha. Hôm nay Hiền sẽ quay sương sương cái chiếc xe cuốc. Xe này biết xe máy, đang biết Hitachi 09 nè. Đang cạp lên xe ben. To này cạp lại à, cạp lên xe ben thùng này bằng mặt 10 khối nha. Nào lẹ quá. Giờ anh đang bỏ mấy gốc nha. Nhìn nó quay YouTube anh rung lên. Anh ngại ngại. Quay từ xíu. Pha này anh cắt, pha này là anh cắt mặt bằng nè. Đó. Đó, nạo cho bằng gốc nha mọi người. Rồi con kia đây, giờ tí con Hino này vô nha mọi người. Một vào. Hai vào. Ba. chín giờ mới cào thèm mấy dân à. Rồi chín giờ cắt mặt bằng ha. Gào này có cỡ khối khối hạt chín tấc. Còn nãy muốn mấy cuốc thì xong rồi con nó bự hơn. Con nào lấy tới mười mấy dầu. Mình cắt mặt bằng. Lấy dây đạn ra ta, hay ta. Làm biết quen tay ha. Cái bằng trang luôn à, không bô luôn, lấy đúng thối đúng cốt xe luôn à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phát cuối à, mang là phát cuối này ha. Rồi lắm, hay quá bạn ơi. Rồi bóp càng luôn. Hello tài xế. Rồi bye bye mọi người, xem chúc mọi người xem video vui vẻ nha.